Ok, hello anh em, mình là Châu TV đây. Thì như các bạn đã biết thì năm mới Tết đến cũng sắp tới rồi. Nên mình quyết định là mình sẽ tân trang cho người anh em PC của mình. Là mình sẽ mua một cái card RTX của NVIDIA Series 3000 và một em màn hình ViewSonic. Đó, bây giờ thì mình sẽ unbox hai em này ra cho các bạn cùng xem nhé. Rồi, ok, giờ sau một hồi unbox thì đây, mình có hai em rồi. Em card nằm bên này. Đây em màn hình, trước tiên là mình sẽ đi tới em màn hình. Thì em màn hình này thì hồi nãy mình xem ở trong thông số nó là độ phân giải của nó là 2K và nó xài tấm nền IPS 95% DCI-P3. Còn đây là em card. Đấy, thằng này là của NVIDIA nha. Đó. RTX 3080. Rất là ok. Nặng chết kẹt các bạn ơi. Nhìn đẹp nè, to nạt, ngon. Đấy, anh em nào mà chơi mấy cái game FPS nhiều thì biết là cái tầm quan trọng của cái card đồ họa này đối với anh em mình rồi đúng không? Mình cũng không cần nói nhiều nữa đâu. Rồi, bây giờ mình sẽ mang em card này với cái màn hình qua bên kia để mình là gắn cho PC mình test cho anh em xem nha. Ok. Rồi. Anh em sau một hồi nãy thì mình đã lắp cái card và con màn hình này vào cái PC rồi. Thì bây giờ mình sẽ test cho anh em xem. Thì đây là mình đã vào game rồi. Và trước khi vào game mình test thì mình sẽ nói sơ về cái màn hình trước. Thì cái màn hình ViewSonic này ấy, thì nó sẽ có độ phân giải là 2K 165Hz. Và một độ trễ của nó là 1ms. Rồi ở đây các bạn có thấy là nó ghi chữ là NVIDIA G-Sync. Thì cái NVIDIA G-Sync này thì G-Sync nó là một con chip. Con chip đấy nó sẽ có trong những cái màn hình mà thuộc dạng màn hình cao cấp thôi. Còn mấy các bạn, anh em mà mua mấy cái màn hình rẻ rẻ thì nó không có. Thì cái chip G-Sync này tác dụng là gì? Tác dụng của nó là đồng bộ cái hình ảnh ở trên cái màn hình và nó chống xé hình. Và ở cái con màn hình ViewSonic này nó cũng có một cái LED RGB nữa. Người ta đó gọi là LED Elite RGB. Thì cái Elite RGB này nó sẽ đồng bộ với tất cả những cái thiết bị nào mà liên quan tới cái hệ mà ViewSonic Elite RGB này luôn. Màn hình này là màn hình thương hiệu Mỹ nha. Rồi, bây giờ là mình sẽ vô mình test game luôn nha. Test cho anh em xem cái card này nó ngon ở trong game như thế nào nha. Ok. Rồi, đây mình vào Call of Duty test một xíu, lượm được vào một vài khẩu súng xong rồi đi test bắn thử đây nha. Game này mình chưa bắn nhiều nên mình không có kiểu biết bắn nhiều anh em, nên mình chắc là mình chỉ test chủng test gear gỗ à nhá anh em luôn. Mình đang xài bộ gear của Logitech nha. Thì toàn bộ gear này đều là không dây hết. Đây gồm chuột này, bàn phím với tai nghe. Thì mình thấy cái tai nghe này nghe cũng ok, hướng hủng này chắc là khá là chuẩn. Hồi nãy lúc mình mới nhảy xuống là mình nghe thấy hướng có người trên lầu là thấy nghe ok rồi đấy. Chủ yếu là anh em mình test cho anh em nghe xem cái tính năng chủ yếu của cái con card này là cái tính năng NVIDIA Refresh. Thì bây giờ hiện tại thì mình chưa bật, mình sẽ bật lên cho anh em này. Đây các bạn vào graphic, các bạn bật cái đây NVIDIA Refresh, các bạn bật lên, bật boost luôn nha. Rồi apply. Thì cái tính năng NVIDIA Refresh này nó sẽ giảm độ trễ khi các bạn click chuột này, các bạn nhắm bắn, click chuột hoặc là nhảy thì nó sẽ truyền từ cái những cái thao tác bạn cho tới máy tính và từ máy tính nó sẽ chuyển lên cái màn hình này. Thì các bạn sẽ thấy nó nhanh hơn rất là nhiều khi các bạn không có bật cái tính năng này lên. Chẳng hạn như bây giờ mình ví dụ đơn giản đi. Khi bạn thấy địch và địch cũng thấy bạn, hai người cùng thấy nhau khoảng 1 giây thì bạn sẽ thấy đối phương nhanh hơn khoảng, mình sẽ lấy khoảng là 0.7 giây, mình sẽ nhanh hơn đối phương khoảng 0.3 giây thôi. Nhưng 0.3 giây đấy đối với những anh em mà nào bình thường ấy, các bạn sẽ không cảm nhận được đâu. Nhưng kiểu mà các bạn nào mà trai hát hay pro player ấy, bắn thì toàn am đầu am đúng này, bắn phát chết luôn ấy, như hồi nãy mình bắn là kiểu am phát đầu chết luôn ấy, thì cái độ trễ đó nó rất là quan trọng. Đó, dành cho anh em nào chai hát thì bạn chỉ cần hơn người ta một xíu thôi là các bạn đã chiến thắng cái game đấu đây rồi. Nên anh em nào mà muốn chai hát hoặc là kiểu mà tham gia chen chuyên nghiệp thì nên là tạo cho mình cái con kẹt này rất là ok nhá. Rồi tiếp, đi xử tiếp, kiếm thằng nào đó xử thôi. Mà chắc là trong lúc mình đang ué xong rồi thôi, vậy chắc thì buổi review hôm nay là tới đây thôi. Anh em nào mà muốn mình review thêm cái gì hoặc là vì review về cái gì đó thì anh em nhớ để lại comment ở dưới nha. Và nhớ cho mình một like luôn nha. Ok nha anh em. Bye anh em nha.